rồi. Thế này cô dùng sản phẩm Dell Vostro 3400. Win Pro. Em quay cho người tem niêm phong này. Ok rồi. Để mình chuyển vào. Số Svitag của sản phẩm. Một số Svitag để khách kiểm tra. 1LLIMJ3. Việc khui luôn đi mà. Tại vì tính chất công việc anh em bận, chỉnh bận nhưng mà khách hàng không qua được, yêu cầu giao theo địa chỉ thì vẫn theo quy trình thôi để khách hàng biết được cái sản phẩm mình như thế nào. Nguyên phong như này. Thực ra đeo có số Svitag kiểm tra thoải mái luôn. Anh sẽ làm nhanh giao qua thì cái tiến độ của khách hàng. Chỉ không có công ty được thì anh hỗ trợ hết, chỉ yêu cầu là bung win thôi. Anh nghĩ về có sẵn Windows bản quyền rồi. Và máy thiên về sự cơ động, độ bền, tính năng di chuyển, xử lý hiệu năng rất là cao. Thì anh em sẽ tiến hành bung win và giao qua cho chị khách hàng. Tập qua Vostro 3400. Ok, để xin nốt cho.